Nhìn cu nè anh em, thấy con cu không? Con cu nu luôn nè. Trời ơi, này mà nhậu là tới luôn nha anh em. Này ăn thui nữa nè. Này mình với anh chuyện bắn về đi tép ná đó. Mình thui sơ sơ cho anh em coi nè. Nghe anh em coi mở nó chảy nè. Bây giờ anh em nó ăn mồi luôn. Tới luôn. Mày đâu mà mọc thì chưa leo cái điện đậu nữa. Mệt á. Thôi nhìn coi. Ăn này chịu nổi trời. Chết luôn. Để nó lại phải không? Hồi nãy cắt hơi bự quá. Mua mới nha anh em. Nghe quê ơi. Có ăn gì không? Rồi. Đây là món chào chảo luộc nước dừa. Chào chảo luộc dừa luôn anh em. Đó, giờ mình đắp than lên mình quất xuống. Giờ mình đốt phải không? Ừ. Tới luôn nghe. Món vip nghe anh em. Lý gì đây không? Chín không nghe. Chín không chín, nó sâu vô chín chưa luôn. Trời, bữa nãy anh cạo cái làm chi vậy? Là mất mùi vị. Trái dừa nó đen luôn mới được. Trái dừa không đen nó cũng nóng nè. Nóng hết trơn à. Nó sôi luôn. Anh đốt luôn hả vậy? Đốt luôn. Cái dao này đâm tàn đào quá. Trà đá luôn anh em ơi. Hàng món mới luôn. Này chắc tới luôn trời. Này 11 hàng món con cái mốt đi kiếm kiếm cái dừa. Em theo. Không. 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 Làm tôi hú luôn á. Tới luôn. Xài đâu? Xài gì? Xài đâu? Trời nóng lắm anh ơi, nãy nóng lắm cái dừa nóng luôn á. Nóng dữ lắm á. Trong đây là diêm vô đây nè. Má nước nó ít quá à. Nước đó không hay đâu. Em về theo hắn này. Lát đồ thầy xuống bắt luôn. Thầy má, rớt cây dừa. Đâu? Rớt cây dừa con, cây dừa nhỏ. Thầy bắn gì mốt mình uống. Này là biển nè. Này là chú Chí. Này là anh Minh. Danh là Minh, Minh Sờ Lờ. Mình xin linh sót á. Ôi đố rồi bay đó. Được rồi nguy hiểm lắm. Cháy qua bên cái bay ở đây cái giống nhảy lưng lưng giống luôn á. Thế mình chạy. Bên kia là thằng Don. Chỉnh chỉnh hả? Biệt Don là Don cu bự. Chứ cái này đi sao không vậy? Hả? Có đi bán không? Không. Mà nó bay dài đi vậy. Đủ mà. Tại muốn mặt mặt nữa. Người ta quá gác, người ta phát sành người ta mà. Chuyện mà thấy này cho mắc cười quá trời. Nó nhậu nghe anh em. Đây chim mà bỏ một trái dừa đốt luôn. Siêu ngon. Món nổi tiếng chứ danh. Nè món này là Minh Sinh Linh Sót, viết tắt là Minh Sà Lờ. Siêu to siêu khổng lồ luôn em ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Bỏ vô anh làm gì bụi không vô đó anh để như nóng hết trơn à nãy nóng lắm
nãy em cầm nó xíu không chịu nổi mà. Làm như bụi bay vô đó. Bay sao bay được, tại nắp hết trơn rồi. Rồi rồi. Rồi bị anh em nha. Hello chàng bạn đến với kênh của mình nha. Đó, đó thấy gì chưa? Thấy gì chưa anh em? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Chưa chín anh em ơi. Y còn chín anh ơi. Có chín đâu mà, đừng có cãi mà. Nay mấy anh em mình thí nghiệm mà... chim nướng trái dừa. Chim nào mà chín vậy? Trời ơi, sọc cái đi. Nhẹ chí, nhẹ chí, nhẹ chí. Trời ơi trời, trong này nguội ngắt. Thế không con nói rồi mà. Rồi, nhẹ chí. Nè ra nè. Vậy sao nó làm gà nướng lu sao hay chứ ta? Nướng lu, lấy cái lu nó làm lửa nó nướng chứ đâu phải là nó để nó chắc trong lu đâu. Rồi chứ nó gì gà nướng đất sét đó sao? Gà nướng đất sét, cục đất sét nó đen nó hết cục đất. Quá quá trình anh em mày đốt khoảng chừng tiếng đồng hồ mà nó chưa chín anh em ơi. Giờ là xỏ nướng luôn rồi, lấy 15 bây giờ ghê vậy. Xỏ nướng anh em ơi. À nãy giờ mình tắm ốp thôi anh ơi. Ừ nãy giờ ốp được rồi đó. Nãy giờ mình tắm ốp thôi các bạn ơi. Gãy gãy vô, gãy gãy vô đó miếng ơi. Nãy tính khoan khoan, để gãy này lấy, nè. Lấy dao trộn lên. Mày nãy tính đi từ sinh tồn mới vậy. Mày nãy tính đi sinh tồn mới vậy, mày đem muối theo vậy. Đâu có đem cái này ăn hết chứ. Đây nướng chim ăn cái này chứ. Ok anh em nha, hôm nay quá trình nướng thì tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa chín anh em ơi. Anh em mình quyết định chí kêu chặt cây xong vô nướng lại. Má chưa nóng nữa. Rồi được rồi, được rồi, mặn lắm đó. Được nữa mà. Này đốt với mấy tiếng của chú Chi? Hả? Dạ. Này đốt mấy tiếng quá. Tao thấy mấy cái gì hấu nó nướng màu lắm mà. Nó mỏng hơn. Vậy quá. Này mấy anh em mình kìa xài kìa. Nè. Xài dấu luôn đâm ớt đi. Mấy cái nhà đó. Cái gì? Lát đi bệnh viện. Lát đi bệnh viện rồi. Bây giờ á chứ đem xài lại đây mà không ăn là hồi ombi nhiều đó. Văn anh hay xuống đây lắm. Bữa anh ngủ xuống đây đi săn này mình đem đâu xuống đây nhậu lâu ai ông Văn á. Văn hả? Ông Văn ừ tại vì mới vậy con mấy đứa nhỏ đâu đi học thành gì đâu. Vì nãy giờ là mình chỉ ốp thôi anh ơi. Rồi, ốp cho thấm á. Mình dùng nhiệt luôn. Cô đó chào anh em. Sau gần tiếng đồng hồ nướng nãy giờ anh em thấy không? Giờ không chín. Giờ anh em tôi sẽ đổi qua món khác. Mình xỏ vô mình nướng cho nó lẹ anh em ơi. Dài quá ngoài sau để nóng lửa được chú Chí ơi. Được. Dài quá chú Chí ơi. Xéo. Đó. Ngon vừa gì. Ngon quá anh em ơi. Này là một đống cu với chuột chảo nha anh em. Rớt. Chú Chí ăn sỏi vô. Nướng cho dừa thất bại. Dừa thất bại quá. Còn ở trong lạnh ngắt mà chú Chí. Còn cái đuổi ngoài kìa chứ à. Rửa lại đi. Trời giống gì nhỉ giờ mình. Trời, dưới nó ngọt. Gì luôn. Dí luôn. Rồi dí. Rồi. Bé đọt nó. Ê bé đọt không gì? Để ngang luôn. Không thôi ban này vừa rộng ra. Thổi. Ừ. Đó. Dính cái đất kìa. Ừ. Ê ngã kìa. Đó. Rồi anh em ơi, mấy anh em ơi, tới rồi anh em ơi. Anh em đợi chút xíu nha, chín xíu nó quay cho anh em coi. Chừng nào chín mới được nha. Mình làm vlog đây anh em. Rồi sau 2 tiếng hồ cũng đã chín rồi anh em ơi. Cái này mới chín nè ông ơi. Cái này mới chín nè. Đó, lửa than nó vừa luôn rồi đó. Cho nên bạc đâu mà nó vậy. Đây là màn đâm ớt bằng cây ná luôn nha anh em. Đây một hành động truyền thống của anh em cây ná luôn nha. Ăn hôi mỗi tay. Thôi, vô đó kẹo mẹo luôn. Chanh đâu? Chanh ớt với đường nha. Cái chanh đâu? Dao. Từ từ. Dao bỏ đâu rồi? Dao đâu? Từ từ anh yêu.
Tại đây lấy cái ná quậy luôn nè, chứ còn gì nữa đâu quậy. Trời ơi, bữa anh Thông ấy cũng làm gì rồi sao mình rửa, anh chứ đâu dính gì đâu. Trời ơi, lấy cái này nút cái có gì què gì. Trời ơi, anh em không rửa nha. Cái chanh này để đây nè, cái chanh này quay phim. Dò chưa, dò chưa, dò chưa, dò chưa, chanh chưa. Dò chanh là tới luôn đó. Cắt mạnh mạnh qua vô tay có máu đồ ăn nó thơm thơm. Đó này thấy không, tới chưa. Nặng vô cái nó xì hết trơn nước nha, trời ơi trời. Nó buồn 5 giây liền. Tới luôn nha anh em. Tôi quay anh em thấy hộp thì anh em đừng hỏi nguồn gốc nó đâu nha. Trời ơi trời, hộp đựng muối á. Chim nóng nực cũng chết luôn, không quay đụng muối quay chém muối hết. Từ từ cháy. Trời 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 trời, lấy chanh quét đó luôn hả? Giết máng luôn. Rồi dục đi, để đây gì đi. Để hơi giết. Quá trời ngập nước rồi. Ồ như đây dữ lắm rồi. Quá trời nước rồi. Trời ơi trời. Ơ nó chảy nước cái gì? Chảy cái này chảy giấy mà. Nó đâu? Chảy chảy. Thấy chưa? Ơ chảy rồi. Đây là cái ná anh em. Ngon vậy em. Tới luôn anh em ơi. Quá khét luôn anh em ơi. Chị Trí ăn nướng nghe anh em. Chuẩn bị chín anh em ơi. Anh nhân trời ơi trời ơi. Số ba nu đây. Chú Chí nghe anh em, chú Chí là từng là đầu bếp ở Gạch Giá này 10 năm rồi. Thì vì giải nghề bên đầu bếp thì chú Chí chuyển qua chơi ná. Nãy đưa chú Chí là thấy quá, chú Chí quá nước quá nhiều rớt rớt ra bớt nước. Thấy chú Chí nướng chim gì là biết chú Chí đầu bếp nhiều năm nghe anh em. Bính cá chép bây giờ. Nút nó đi. Ê lấy xài ra coi. Xài trước nè. Xài gì? Dạ. Yeah. Đây mình nhà ăn. Tìm nướng nè, nè ơi. Lát này ăn rồi ăn. Chút là đắng lại ngồi ăn ngồi bàn luôn vậy đó. Ngồi đắng mà. Đó anh em thấy im chưa? Rồi nghe nè em. Cuối cùng được ăn anh em ơi. Quá ngon anh em ơi. Có xài luôn anh em ơi. Cháo chảo này, cháo chảo không anh em. Xài. Giòn quá. Mà anh em. Má nó vừa vô mặt vậy hả? Đường nó ngọt á. Mà đang không cũng nó ngọt vậy. Chết mẹ chỗ này sống nè anh em. Sao nó còn nín chỗ đó vậy? Chín rồi á. Không, nó còn nín rồi em ơi. Tiếc là không có